Đó, tiếp tục hiện tại vừa sửa xong một sản phẩm vang số audio pin model là HS90B với hiện độ là máy sôi tiếng. Vì tổng kết. MT3456D L67. Dòng audio pin HS90B này hiện sôi tiếng nó sẽ chia theo ra các cái dạng sau. Dạng bật lên sôi rất là lớn, sôi cực to và không thể nghe nổi. Cái thứ hai là sôi nhỏ và vẫn ra kèm theo tiếng nhạc mic. Đó, cái thứ ba là dạng sẽ bị ù dạng ù thiếu mát chứ không phải là dạng sôi xèo xèo. Đó. Còn ngoài ra thì trên dòng này thì thường hay gặp những bệnh như là sôi bệnh mất tiếng này, thi thoảng nổ lách tách này, mất kênh tiếng bất kỳ, mất cặp kênh tiếng bất kỳ, mất nhạc mic riêng biệt này. Đó. Lỗi không lưu được chương trình, lỗi bị treo máy, không khởi động, không loát chương trình. Mất hiển thị nhưng vẫn có tiếng, hoặc là mất hiển thị nhưng mà mất tiếng, xanh màn hoặc là hiện kẻ đen, lỗi liệt phím, liệt volume. Còn một cái pan cũng khá khó là bị run mic nhá, run mic hoặc là bị sôi nổ riêng biệt đường nhạc mic. Ví dụ là hạn loa bật lên nó sẽ bị sôi nổ xèo xèo lục bộ, chúng ta giảm gain mic về không hết sôi nổ thì có thể là bị lỗi về đường mic. Nó giảm gain music về không hết sôi nổ thì sẽ bị lỗi về đường nhạc, gọi là hiện tượng sôi nổ riêng biệt. Đó. Mọi thông tin chi tiết về sửa chữa các lỗi trên dòng vang số audio king HS90B hoặc các model khác của dòng audio king thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp theo số máy 0868 59964 để gặp trực tiếp với đội viên tư vấn. Và mọi người yêu quý kênh thì có thể đăng ký kênh nhé, như là hãy kích vào nút biểu tượng hình quả chuông thông báo để theo dõi kênh. Cảm ơn mọi người đã xem video.